bóng đá là một bộ môn thể thao rất hot. Vì vậy, mức lương của các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng tăng lên vào thời điểm các mùa giải lớn diễn ra. Hầu như tất cả chúng ta đều cho rằng lương của các cầu thủ bóng đá rất cao, bởi bóng đá là bộ môn được đông đảo người quan tâm theo dõi. Liệu đây có phải sự thật hay không? Lương cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam là bao nhiêu? Cùng tìm hiểu nội dung trong video sau đây nhé! 1. Đặng Văn Lâm, Tuban Bình Định, 400 triệu một tháng. Sau khi chuyển ra nước ngoài thi đấu cho hai câu lạc bộ Moang Thong United của Thái Lan và Cerezo Osaka của Nhật Bản, thì thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam quyết định đầu quân cho đại gia mới nổi Tuban Bình Định. Đội bóng được xem như PSG Việt Nam. Để có được chữ ký của thủ môn Đặng Văn Lâm, thì đội bóng đất võ phải chấp nhận chi trả mức lương lên đến 17.000 đô la Mỹ một tháng, tương đương với gần 400 triệu đồng cho thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam bấy giờ. Đây thực sự là một mức lương khủng của một thủ môn tại V-League, chỉ có những đội bóng nhà giàu mới kham nổi mức lương trên. 2. Philip Nguyễn, 300 triệu một tháng. Câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp tục là đội bóng hoạt động mạnh mẽ nhất ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa của V-League 2023. Sau khi có được chữ ký của Quang Hải, thì đội bóng này tiếp tục gây bất ngờ lớn khi công bố bản hợp đồng mang tên Philip Nguyễn. Theo tìm hiểu, mức phí giải phóng hợp đồng của Philip Nguyễn và câu lạc bộ Slovako Cộng hòa Séc rơi vào khoảng 350.000 đến 400.000 euro, tương đương 8,9 đến 10,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng sẽ tốn thêm rất nhiều tiền lót tay cũng như để trả lương của Philip Nguyễn với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Theo thống kê của Salary Sports, Philip Nguyễn nhận 2.300 euro một tuần, khoảng 60 triệu đồng, và 119.000 euro một năm, hơn 3 tỷ đồng tại Slovakia. Chính vì vậy, con số mà người gác đền này nhận được tại Công an Hà Nội chắc chắn cũng không dưới 3 tỷ đồng một năm. 3. Nguyễn Quang Hải, 100 triệu một tháng. Gần đây, tiền vệ Quang Hải chính thức ký hợp đồng 1 năm rưỡi với Công an Hà Nội. Theo đó, Quang Hải đã đạt thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội và sẽ trở thành cầu thủ nội hưởng lương cao nhất V-League. Cụ thể, sau khi chấm dứt hợp đồng với Pau FC, tiền vệ sinh năm 1997 sẽ trở về Việt Nam để hội quân cùng đồng đội tại đội tuyển quốc gia, tham dự hai trận đấu giao hữu. Bên cạnh đó, Quang Hải cũng sẽ ký hợp đồng để chơi bóng tại V-League ở phần còn lại của mùa giải với một đội bóng tân binh là Công an Hà Nội. Hai bên đã thống nhất các điều khoản hợp đồng, nhưng mà đội bóng thủ đô chưa chính thức công bố vì muốn để Quang Hải tập trung cho hai trận giao hữu với Hồng Kông và Syria. Tiền vệ sinh năm 1997 sẽ chính thức thi đấu cho Công an Hà Nội ở giai đoạn 2 của V-League 2023. Với việc gia nhập tân binh của V-League 2023, Quang Hải sẽ nhận được mức lương hơn 100 triệu đồng một tháng, qua đó trở thành cầu thủ nội hưởng lương cao nhất giải. Hợp đồng giữa Quang Hải và Công an Hà Nội sẽ có thời hạn 2 năm cùng với tiền lót tay hơn 5 tỷ đồng. 4. Đoàn Văn Hậu, Công an Hà Nội, 120 triệu đồng một tháng. Đoàn Văn Hậu là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh là hậu vệ trụ cột của đội tuyển áo đỏ trong thời kỳ cầm quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo. Cầu thủ Thái Bình có giai đoạn rất thành công khi thi đấu dưới màu áo của câu lạc bộ Hà Nội TNT. Anh đã giành được 3 chức vô địch V-League, 2 cúp quốc gia và 2 siêu cúp quốc gia cùng đội bóng thủ đô. Mới đây, hậu vệ này đã kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội TNT để chuyển sang đầu quân cho tân binh V-League là câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa mới thăng hạng mùa này. Và mức lương mà Đoàn Văn Hậu được hưởng tại đội bóng mới là khoảng 120 triệu đồng một tháng. Đây là một mức lương khá cao đối với một cầu thủ nội. 5. Nguyễn Công Phượng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 120 triệu đồng một tháng. Tiền đạo nổi danh tại Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal JMG một thời đã khá thân thuộc với nhiều người hâm mộ bóng đá trong nước cũng như trong khu vực. Sau khi khoác áo đội bóng phố núi ở nhiều mùa giải tại V-League, thì anh chính là cầu thủ Việt Nam được thi đấu tại nhiều câu lạc bộ nước ngoài nhất. Đầu tiên, anh được sang Nhật đầu quân cho Mito Honli Hawk. Tiếp đến là câu lạc bộ Incheon United của Hàn Quốc. Cuối cùng là câu lạc bộ Sinchudan STVV của Mỹ. Tất cả các câu lạc bộ mà Công Phượng trải qua thi đấu đều dưới dạng hợp đồng cho mượn. Đến năm 2020, anh chính thức chấm dứt lương duyên với Hoàng Anh Gia Lai khi chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó được ông thầy cũ, người đồng hương Nguyễn Hữu Thắng đảm nhiệm vai trò chủ tịch. Mức lương mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải chi trả cho tiền đạo người Nghệ An trong bản hợp đồng này lên đến 120 triệu đồng một tháng.
đây thật sự là một mức lương quá khủng đối với một cầu thủ nội. Mặc dù được hưởng lương cao, nhưng mà hầu như là Công Phượng chưa đáp ứng được kỳ vọng của đội bóng này khi anh và các đồng đội phải rất chật vật mới có thể trụ hạng được ở mùa giải năm nay. 6. Phan Văn Đức, Công an Hà Nội, 80 triệu đồng một tháng. Tiền đạo nhỏ con người Nghệ An đã thi đấu cho đội bóng quê hương tổng thể là 7 mùa giải. Mới đây thì anh cũng đã tiếp tục gia hạn với đội bóng Sơn Vinh vào ngày 19 tháng 5 năm 2022. Mức lương anh nhận được khoảng 60 triệu đồng một tháng. Nhưng đó là câu chuyện của nửa năm về trước, bởi vì bây giờ Phan Văn Đức là người của Tân binh V-League mùa 2023 Công an Hà Nội. Theo như thỏa thuận của cầu thủ này với lãnh đạo đội bóng Sông Lam thì anh sẽ kết thúc hợp đồng sớm hơn một năm, và đây là theo nguyện vọng cá nhân câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đồng ý cho Phan Văn Đức ra đi. Mức lương của tiền đạo này tại Công an Hà Nội chưa được công bố, nhưng chắc chắn một điều sẽ cao hơn nhiều so với 80 triệu đồng một tháng mà Sông Lam Nghệ An trả cho anh. Vì để dứt tình với đội bóng quê hương khi đã gắn bó khá lâu mà ra đi thì không thể, Phan Văn Đức chấp nhận mức lương thấp hơn hiện tại. Đó cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Hy vọng Đức Cọt của chúng ta sẽ thi đấu thành công trong màu áo đội bóng mới để xứng đáng với những gì mà Công an Hà Nội đã làm mọi thứ để có được chữ ký của anh. 7. Trần Đình Trọng, Tomelen Bình Định, 70 triệu đồng một tháng. Đầu năm ngoái, trung vệ đội tuyển Việt Nam đã không đạt được thỏa thuận trong hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội TNT, nên anh quyết định chia tay đội bóng thủ đô và gia nhập đại gia mới nổi Tomelen Bình Định sau đó. Với phong cách thi đấu chững chạc, chắc chắn nơi hàng phòng ngự, anh còn được ví là cầu thủ sang Tây, vì anh luôn phán đoán tình huống tốt, hóa giải hiệu quả các pha bóng nguy hiểm trước các cầu thủ ngoại cao to hơn nhiều. Cũng như sự chuyên nghiệp của Đình Trọng mà đội bóng đất võ sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lót tay lên đến 10,5 tỷ đồng trong vòng 3 năm cho trung vệ này. Và mức lương của Đình Trọng nhận được tại Tomelen Bình Định cũng được nhiều người quan tâm. Theo một số thông tin thì trung vệ tuyển thủ này nhận mức lương rất cao lên đến khoảng 70 triệu đồng một tháng. Cùng với đó là nhiều mức thưởng theo các điều khoản hợp đồng đã ký giữa hai bên. Có thể nói đây là một mức lương rất cao đối với một trung vệ tại V-League. Sự đóng góp của Đình Trọng trong mùa giải này được cho là quá xứng đáng, đồng tiền bát gạo khi anh giúp Bình Định về vị trí thứ 3 chung cuộc V-League 2022. 8. Nguyễn Thành Trung, Hà Nội TNT, 55 triệu đồng một tháng. Cũng giống như Đình Trọng thì Thành Trung từng có ý định muốn ra đi để tìm bến đỗ mới tương lai hơn trong thời gian gần hết hợp đồng vào tháng 9 năm 2022. Và bến đỗ mới được đồn thổi khi đó là câu lạc bộ Tomelen Bình Định, nơi đồng đội cũ gặp bến. Cùng với đó là mức lương mà hậu vệ gốc Tuyên Quang này nhận được tại đội bóng mới có thể lên đến 55 triệu đồng một tháng. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tin đồn, bởi vì cầu thủ 25 tuổi này đã đạt được thỏa thuận tiếp tục gắn bó với đội bóng thủ đô. Anh sẽ nhận được hơn 10 tỷ đồng tiền lót tay cho 3 năm hợp đồng kéo dài đến năm 2025. Và đương nhiên, mức lương mới mà Thành Trung được ông chủ trẻ tuổi Đỗ Vinh Quang trả sẽ hơn nhiều lương cũ, thậm chí hơn mức 55 triệu đồng một tháng mà Tomelen Bình Định muốn trả cho anh khi gia nhập đội bóng đất võ. Vừa rồi là top 8 cầu thủ có lương cao nhất Việt Nam hiện nay. Bạn có thích video này hay không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!